các dự án phim chung chưa lên sóng của hai tiểu hoa đáng Triệu Lệ Dĩnh, Đàm Tùng Vận. Nói về con đường diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh, Đàm Tùng Vận, thật ra có khá nhiều điểm tương đồng, đi lên từ những vai diễn nhỏ bị sự phủ nhận của người trong giới, nhưng lại luôn nỗ lực không ngừng nghỉ, để rồi khi cơ hội đến họ nắm bắt triệt để tỏa sáng và làm nên thành công như hiện tại, và sẽ còn vươn xa hơn nữa vì diễn xuất không chỉ là nghề nghiệp mà còn là đam mê của hai cô gái này. Cùng phim hay điểm qua một số dự án sắp ra mắt của Triệu Lệ Dĩnh và Đàm Tùng Vận nhé. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Phim là câu chuyện xoay quanh cuộc đời của cô gái nông thôn Hà Hạnh Phúc. Triệu Lệ Dĩnh thủ vai và cách cô đối mặt với những thử thách và trở ngại trong cuộc sống lẫn tình yêu. Sinh ra và lớn lên kết hôn ở vùng nông thôn Vạn Gia, Hạnh Phúc có cuộc đời như bao cô gái nông thôn khác. Hạnh Phúc là chị cả trong gia đình, cha mất sớm nên cùng mẹ và em gái nương tựa vào nhau. Cô gánh vác mọi việc để giúp em gái học lên đại học, nhưng không ngờ em gái cô suýt bị con trai bí thư thôn làm nhục vào ngày hôn lễ của cô. Không thể để em gái chịu uất ức, Hạnh Phúc đã đứng lên đấu tranh ngoan cố để chống lại mọi người, khiến cho tất cả mọi chỉ trích trong làng đều hướng về cô. Trong khi đó, bí thư thôn Vạn Thiện Đường Lưu Vĩ Đóng đại cậy chức quyền đòi đất canh tác của gia đình chồng cô nhằm xây dựng một nhà máy hóa chất. Chồng của cô đấu tranh vì chuyện này mà bị đánh. Em gái cô thì bị người khác xuyên tạc về thứ hạng lên đại học, không còn có thể sinh sống ở làng Vạn Gia được nữa. Hai vợ chồng Hạnh Phúc cùng nhau lên thành phố tìm công việc mới. Một cô gái thôn quê lên thành phố bỡ ngỡ, cô gái bé nhỏ Hạnh Phúc bắt đầu với công việc làm công nhân quét dọn, rồi dần dần được làm ở quầy lễ tân. Mọi gian khổ cũng qua và nhờ có ý chí kiên cường không khuất phục và học hỏi trong mọi hoàn cảnh, Hạnh Phúc đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và kiến thức nên cô quyết định trở lại quê hương để khởi nghiệp. Chuyện những tưởng sẽ kết thúc đẹp đẽ nhưng làng Vạn Gia lại xảy ra vấn đề ô nhiễm nguồn nước và sự nghiệp của cô cũng bị kẻ ác bày mưu hãm hại. Lúc này cô lại đang xảy ra mâu thuẫn với mẹ chồng dẫn đến sự cãi vã với chồng và tranh chấp quyền nuôi con khi ly hôn. Mọi khó khăn như nhằm tới cô nhưng cô gái bé nhỏ nghị lực không chịu đầu hàng số phận ấy vẫn kiên cường chiến đấu để tìm ra sự thật. Liệu những kẻ cố tình hãm hại cô có bị đưa ra ánh sáng và cuộc đời của cô gái thôn quê xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng và có đau khổ trong hôn nhân ấy liệu có tìm được bình yên? Phim có sự tham gia của La Tấn. Thời đại mới của chúng ta. Trong thời đại mới của chúng ta, Đàm Tùng Vận vào vai Hoàng Tư Tề, Bạch Kính Đình đóng vai Trang Tiểu Đống. Cả hai là những sinh viên sinh ra và lớn lên ở thôn Vân Xuyên. Vì muốn lan tỏa hình ảnh của vùng quê thân yêu, Hoàng Tư Tề và Trang Tiểu Đống đã nghĩ ra cách quay lại tất cả những hình ảnh giản dị đời thường nhất của những người trong thôn và phát trực tiếp chúng lên mạng xã hội. Nhờ vậy, mọi người ở khắp nơi đều biết được rằng có một Vân Xuyên đáng yêu như thế. Từ những hoạt động thường ngày như xào rau nấu cơm của Hoàng Tư Tề cho đến chiếc vườn chiếc hoa của Trang Tiểu Đống, tất cả đều được phát trực tiếp trên mạng xã hội. Cả Bạch Kính Đình lẫn Đàm Tùng Vận đều được đánh giá cao về mặt diễn xuất. Hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên cả hai hợp tác với nhau. Trước đó, Đàm Tùng Vận và Bạch Kính Đình đã từng tham gia dự án Thiếu Nữ Toàn Phong. Vậy nên, với sự trở lại này, cặp đôi được cộng đồng mạng đặt rất nhiều kỳ vọng. Ai là hung thủ? Ai là hung thủ kể về một vụ án mạng xảy ra ở một xưởng in trong thành phố Hải Chu. Cảnh sát Lãnh Tiểu Binh Tiêu Ương là người mới theo sư huynh Lý Lam tiếp nhận báo án chạy đến hiện trường. Bởi vì Lãnh Tiểu Binh do hốt hoảng không thể bóp cò súng khiến hung thủ chạy thoát, Lý Lam hy sinh. Từ đó, kẻ giết người hàng loạt dừng tay gây án do thiếu vật chứng và manh mối, phía cảnh sát phải khép lại vụ án Hải Chu. 16 năm sau, cậu con trai của nạn nhân năm đó, Hạ Mộc, Đổng Tử Kiện do trốn dưới gầm giường mà thoát nạn, đến đội cảnh sát thực tập đi theo Lãnh Tiểu Binh. Câu chuyện được mở ra như thế theo sự xuất hiện thần bí của bác sĩ tâm lý Thẩm Vũ, Triệu Lệ Dĩnh. Một vụ án gần giống hệt 16 năm trước xảy ra, chân tướng tựa hồ sắp được hé mở. Ai là hung thủ giới thiệu nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh vô cùng bí ẩn, nay lại càng thêm bí ẩn hơn. Ban ngày, cô nàng ăn mặc vô cùng xinh đẹp, diện đồ màu trắng và rất chuyên tâm công tác. Thế nhưng, vào ban đêm, Thẩm Vũ dường như cũng che giấu nhiều bí mật mà không phải ai cũng biết. Trước đó, trong trailer đầu tiên, màn hắc hóa trong tích tắc của Triệu Lệ Dĩnh đã khiến cộng đồng mạng bùng nổ,
dự đoán số phận phức tạp không thôi của nhân vật này trong phim. Xin gọi tôi là Tổng Giám. Trong dự án Xin gọi tôi là Tổng Giám, Đàm Tùng Vận đảm nhận nữ thư ký Ninh Mông và hành trình trở thành một nhà đầu tư tài ba. Tuy nhiên, sếp của Ninh Mông là Lục Ký Minh, Lâm Canh Tân đóng, lại cho rằng cô không có tố chất để làm nhà đầu tư. Sau đó, Ninh Mông xin nghỉ việc để tự đi tìm con đường riêng của mình. Trên con đường đó, Lục Ký Minh bề ngoài khó tính, cao ngạo nhưng lại âm thầm giúp đỡ cô. Cả hai cùng nhau vượt qua mọi thăng trầm, thấu hiểu và dành tình cảm cho nhau.